Từ ngày hai người đi theo ta đến bây giờ, ta rất là khổ tâm vì chưa lo được cho hai người cuộc sống ấm no và đầy đủ. Thôi đại ca đừng buồn, thua keo này ta bày keo khác. Biết làm sao được. À đại ca, đại ca cái này. Cái gì đấy? Đây là cái gì vậy em? À, đây là cánh vòng quay bí ẩn em mới hách được từ nhà của Tây Pháp Sư hôm trước. Vòng quay bí ẩn? Nghe hay đấy. Có phải cái vòng quay mà quay gì được đấy không? À, em cũng không biết nữa, em cũng chưa từng thử qua bao giờ. Đại ca, đại ca, để em thử trước thôi. Từ ngày làm hacker đến giờ, suốt ngày phải dùng con cổ bạch. Lúc gì có con iPhone 12. Đại ca, em quay được iPhone 12 này. Đưa cho xem nào. Ừ, iPhone 12. Ngươi thử kiểm tra xem nào. Nhưng mà nó là ảnh đại ca. Chắc là cái máy này nó đẻo rồi. Đại ca, iPhone 12 thật này. Không, đưa cho ta xem nào. Ồ đúng rồi, có 3 con mắt. Ngươi xem đi nào. Đúng không? iPhone 12 rồi này. Sướng thế. Đây của ngươi. Của ngươi nha. Của ta. Đến lượt ta là đến lượt ta nha. Ta ước có một con máy ảnh khi làm những phi vụ lớn chụp lại để cho các con cháu sau này học hỏi kinh nghiệm. Vòng quay đi ảnh, cầu được ước thấy. Ta ước được cái này đúng rồi, thích lắm. Đại ca, cho tao hình ảnh. Được. Đi ảnh nhá. Tạo dáng đi. Chụp này. Thay kiểu khác này. Đổi thế này. Ngồi nguyên như vậy này. Được chưa đại ca? Đại ca cho em xem này. Được đại ca. Cho em xem nào. Ui da! Đại ca chụp ảnh chán lắm. Thôi đại ca ngồi nghiên cứu đi, bây giờ đến lượt em. Lần đầu tiên ra chụp ảnh cơ, đang nghiên cứu lại. Tôi ước tôi có một cô người yêu vô cùng xinh đẹp. Em ước có một cô người yêu vô cùng xinh đẹp. Đưa tôi xem nào. Hình như là người cương thi ấy. Đưa xem nào. Cô này trắng trẻo lắm. Ta nhìn giống người mãn thanh lắm. Bạn gái của người ước đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Kia đại ca. Ờ đây. Wow. Để ta xem nào. Nhìn cũng được đấy. Mắt hơi đen và môi hơi thâm. Đại ca, đừng nói vậy. Neo hơi đẹp đấy. Đúng vậy đại ca. Neo đẹp, công nhận neo đẹp thật. Đại ca nhìn này. Chất liệu hơi bị xịn đấy. Lụa này là lụa Dương Châu đấy. Chất liệu tốt. Tóc gì sang. Đại ca. Nhà ngươi đó, ước gì còn ước người yêu. Còn hai con ma thì có. Đại ca cứu em. May mà mình nhanh chí đến thở. Không, tí nữa là vất mạng rồi. Hãy